Đông người quá hả? Không, hồi nãy mình nằm bên đầu bên núi bên kia kìa đó, mình nằm bên phía đó đó. Ừ. Bị đứng hướng này nè mới thấy được. Đứng đây nè. Đứng hướng này mới thấy được. Kevin, Kevin. Đừng có vẽ ở dưới con, dơ lắm. Dơ lắm baby. Ừ. Ok. Hello. Vui không? Con chó à, wow, con chó dễ thương á. Bây giờ mình đang đi tới chỗ đài thiên văn trên Hollywood. Parking ở đây mình đậu xe là 10 đồng một tiếng. Đó. Thời điểm này rất là đông người nha. Bây giờ là 2 giờ rưỡi. Đó, thiên thần. Từ trên cao mình nhìn xuống. Ồ, chắc kì thấy ông nhòm luôn. Wow, hay quá vậy. À, mình vô tham quan trong đây để mình coi coi có gì trong đây nha. Ở trên đây mình có thể mình nhìn xuống ngắm thành phố LA. Gió hôm nay cũng không có mạnh mấy. Đó, bên kia cái núi bên kia là The Hollywood đó, mình có thể thấy hình thấy chữ Hollywood để mình focus vô cho các bạn coi đó, thấy chưa? Nãy mình ở bên đó chụp hình bên đỉnh núi bên đó chụp hình, bây giờ mình qua bên đỉnh đây mình chụp. Mà có lên núi không hả? Nãy mình đi rồi. Mà vô núi Hollywood không được. Không, nó có đường khác mà mình không biết đường nó lên. Thôi mình vô đây tại mình không có đủ thời giờ nữa. Chút nữa mình còn đi những điểm tham quan khác nữa con. Vô con. Vui không con? Vui không? Vui lắm ha. Ngày mai về Hawaii hả? Buồn không? Buồn hả? Mai mốt mình đi chơi nữa ha. Con ta dẫn chó bên kia rồi con. The Miss Green and Jennifer. Đó, ta Cindy. Cindy, quên. Cindy đó. Đó rồi em bắt kia nhỏ nè đó. Trước mặt bên nhà chị bé ba đang đi vô là chiến văn. Bây giờ mình đi vô.
Cái này làm như cái đồng hồ á, chắc kì cái đồng hồ á hả? Cái đồng hồ mua vé gì nữa? Five adults and three children. Nobody under five, right? Nobody is under 5 years old. Okay. So I have 8 tickets in total. Will be $68. Vé bao nhiêu tiền? Vé nhiêu tiền? 6 đồng một vé. Okay. Chủ đích à? Không, dưới 5 tuổi á, dưới 5 tuổi được vô. Miễn phí quá. Dưới 5 tuổi, 13 tuổi, 6 đồng. Gấp cái nón, gấp cái nón. He's so sorry. Cái này ở ngoài thôi, còn vô trong một cái đặc biệt khác nữa. Chắc kì đâu? Chắc kì đi vô. Hả? Vô trong còn nữa, tại mình mua vé rồi, đi vô trong. Mình đi nhanh nhanh vô. Những cái đá trên khung trăng rồi đó. Chúng người chỗ này giống nhà khoa học vậy đó. Về không trăng. 2:45 cái show. Bây giờ So what happens to them here on Earth? Those old scientists. Yeah. When you were a kid, maybe you asked someone, why does the balloon go up? And they said, why does the helium balloon go up? There's a strong line in there. And that's the answer. The wrong answer, maybe the right answer. Why do hydrogen balloons, helium balloons go up? Not because they're lighter than air. Đó, mình vô gặp hát này mình sẽ coi ngắm ngôi sao rồi trên đây. Cái này ngắm ngôi sao rồi. Ừ, nó sẽ chỉ mình những cái ngôi sao, những cái hành tinh rồi đó. Đó, thấy chưa? Này, những cái ghế xung quanh rồi đó. Gặp hát đầy người luôn rồi đó, đông nghẹt luôn rồi đó. Đó, mỗi em một ghế nằm massage. Bây giờ chỉ đợi mấy em phục vụ vô massage chân thôi. Này chờ mấy em vô massage. Chờ mấy em út vô massage, massage chân, massage tay đó. Vừa massage mà vừa coi sao rồi, ý tưởng phục vụ luôn đó. VIP luôn.